Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Các cậu có cu, có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhưng nếu như một nụ cười mà khiến chúng ta có thể ám ảnh suốt một khoảng thời gian dài thì nó sẽ như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Ngày hôm nay mình đã tìm ra được một tựa game liên quan đến một cái nụ cười mà khiến chúng ta ám ảnh và cực kỳ là ma quái, cực kỳ là quỷ dị đó các bạn ạ. Vậy thì trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và đặt một nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì let's go. Cảnh báo, đây là một tựa game có hình ảnh giật mình và những tiếng động máu me đấy. Những hình ảnh máu me, những nói chung là kiểu giật mình, jumpscare cần cân nhắc trước khi chơi các bạn. Hãy sử dụng tai nghe để có những trải nghiệm cực kỳ đáng sợ. Tôi chơi bằng loa, không chơi bằng tai nghe. Dễ gì tôi chơi tai nghe, chơi tai nghe kiểu nó sống động lắm các bạn ạ. Không đỡ được đâu. The Smiling Man. Tức là người đàn ông cười à? Sao lại là người đàn ông cười? Yo. Người ta. Oh shit. Sao cái nhạc nó lại như thế này ta? Chúng ta có thể tắt nhạc được không? Tắt nhạc đi. Tắt nhạc được không? Ai đó. Tắt nhạc. Kìa. Xong rồi. Okay. Nhưng mà ý là tôi sẽ bật volume lên để tôi có thể nghe trải nghiệm dễ và những cái trải nghiệm gọi là thực tế nhất các bạn. Nhưng mà theo như mình được biết ấy thì cái nụ cười đó là biểu tượng của sự happy, của sự vui vẻ đúng không? Đấy. Nhưng mà tại sao nghe nhạc trong này nó lại có vẻ là không vui lắm các bạn? Nhưng mà ở đây thì có một cái người đàn ông kiểu mắt không thấy lòng trắng đâu mà thấy có mỗi lòng đen này, xong kiểu mồm thì cười kiểu chi cao quá mà. Chơi sao? Ở đây có hai cái mạch truyện, nó là mạch truyện chính và mạch truyện ngoại truyện. Ok, mình sẽ chơi mạch truyện chính trước các bạn. Nhưng mà ông ấy mồm kiểu bị Chicago như thế thì có lẽ là có thể là không cười. Một vài năm trước đây, tôi sống ở trong một cái thành phố ở Mỹ và tôi có một cái sở thích, đó chính là tôi sẽ đi ra ngoài vào ban đêm. Bởi vì người bạn cùng phòng của tôi, anh ấy lại không hay sinh hoạt vào ban đêm và buổi đêm thì anh ấy sẽ đi ngủ. Đấy, và đó là cái thời gian mà tôi sẽ dùng để đi bộ ở ngoài để có thể suy nghĩ một vài thứ. Cái gì vậy? Ý là kiểu mình là một cái thể loại là tuyếp người là người âm phủ các bạn ơi, ngày ngủ đêm bay à? Đêm thì mình ngủ nhưng lại ra ngoài đi dạo nhỉ? Chắc là kiểu bị bệnh khó ngủ các bạn ạ. Ok, mua thuốc an thần vào nha. Và tôi đã làm cái điều đấy trong suốt 4 năm. Tôi đã đi bộ một mình vào ban đêm và tôi không sợ hãi một cái gì cả. Không sợ gangster luôn các bạn ạ. Nhưng mà mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong một giây phút có vẻ là đáng sợ các bạn ạ. Đó chính là vào một ngày thứ tư ở một cái nơi nào đó trong lúc mà tờ mờ sáng, tức là tầm khoảng 1, 2 giờ, 3 giờ sáng gì đấy. Đấy. Tôi đang đi bộ ở trên cái con phố gần chỗ cảnh sát. Đấy thì mọi thứ đang rất là yên tĩnh. Tất cả những cái phương tiện trên đường, tức là những cái kiểu phương tiện giao thông, họ cũng không có xuất hiện ở đây. Công viên các thứ thì cũng im lặng vào buổi tối và không có một bóng người. Tức là bởi đêm rồi thì đương nhiên là không có người rồi, nhưng mà thi thoảng sẽ có một vài cái phương tiện là kiểu ô tô, xe máy qua lại, nhưng mà lần này là không có các bạn ạ. Ôi trời, gì đây? Hướng dẫn mình điều khiển à? AVKD là đi này, xong rồi ai mình thấy có nút chạy là các bạn ơi. Đấy, có nút chạy là thấy có điểm, mà tí nữa là phải chạy tục cả quăng rồi các bạn ơi. Đây là đâu? Tối là ai? Mình đi đường nào nhỉ? Sao tối thế nhở? Nhưng mà thằng này bị đầm. Nhân vật của mình bị dở hơi, dở hồn đấy sao? 1-2 giờ sáng đi ra ngoài dạo mát, trời còn nhiều sương mù như này nữa. Hai bên lại là hai cái cánh rừng như này, đỡ thế nào được đây? Alo, người ấm phủ ngày ngủ đến bay hơi. Tỉnh lại đi chứ, đi về nhà mà ngủ đi chứ. Anh nhân vật của mình nói là anh ấy không sợ, nhưng mà bản thân mình là người chơi nên mình lại sợ các bạn. Tôi kiểu cảm giác đi ra ngoài này mà buổi đêm như này, tôi thứ nhất nếu mà tôi vừa sợ ma mà tôi vừa sợ người các bạn ạ. Nếu mà không gặp ma tôi lại gặp một cái người ta bắt cóc tôi làm nào. Tôi đã đi bộ được một khoảng thời gian dài. Ok, sau khi đi bộ một khoảng thời gian dài thì làm sao? Tôi đi đến đâu? Tôi vẫn đang ở công viên. Đi bộ một khoảng thời gian dài và tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Và tôi nghĩ là tôi sẽ đi về nhà. Ok, thì bây giờ đi về nhà đi ngủ chứ gì nữa, mai còn đi làm. Chứ không định đi làm mà không làm thì lấy gì mà ăn? Có làm nhưng mới có ăn chứ. Tôi sau khi tôi đi bộ ngoài công viên xong rồi, bây giờ tôi lại chuyển về khu phố. Vậy chỉ là một phương tiện ô tô thôi mà. Ok,
Thế mà vừa lấy trong cái lời thoại lại kêu là không có phương tiện giao thông nào, anh lừa tôi các bạn. Sao em? Lừa rồi. Cái đèn đường tối thế nhỉ? Mấy anh đô thị ơi, cho em 5.000 ánh sáng đi, xong mình càng đi càng tối là nào ta? Alo. Sao tối thế nhỉ? Ôi ôi, đóng tiền, đóng thuế các thứ mà đi đường nó tối như thế này. Tôi đang đi xuống dưới một cái đường, con đường nhỏ, và tôi nhìn thấy có một cái người đàn ông nhảy múa. Nhảy gì vậy? Alo, sao tự nhiên lại nhảy vào ban đêm này, dở hơi à? Về nhà đi ngủ đi chứ. Tôi không dám đi nữa. Làm nào giờ nhỉ? Không mấy, hay là mình ngủ lại đây luôn chứ khỏi về chứ. Tự nhiên đang đi gặp cái ông đứng nhảy múa giữa đêm. Nhưng mà sao tôi không nhìn thấy gì nhỉ? Sao nhân vật của mình nhìn thấy mà mình không nhìn thấy ta? Nó bảo là đứng cuối đường, đứng nhảy múa. Đó là một điệu nhảy kỳ lạ. Anh ta đang vừa nhảy vừa bước đến chỗ tôi. Gì đấy? Vừa nhảy vừa bước đến. Làm gì thế, chân vật và vật vẹo là túy quyền à? Say rượu rồi. Hai cái tay ông ấy cứ thòng thòng ra như này thì ông ấy chắc vừa uống rượu say về thôi chứ chắc không sao đâu ha. Chắc không sao đâu ha, Quyền Trăn à. Anh ta vẫn bước đến với tôi và khuôn mặt của anh ta lờ mờ hiện ra. Anh ta có một cái ánh mắt, gọi là sao nhỉ? Ánh mắt hoang dại à. Và đầu anh ta hơi nghiêng về đằng sau, mắt anh ta sẽ nhìn lên trời. Anh ta có một nụ cười nhìn giống như kiểu là hoạt hình các bạn. Này là nụ cười chỉ có vô chứ hoạt hình cái gì. Mắt thì đen xì, anh kia, anh này chắc là... Đấy, thấy chưa? Ngày ngủ đêm bay, đây đêm không chịu ngủ, mắt mới thâm cuồng như thế kia đấy. Ui, xong người anh này cứ nhiễu nhiễu là nào nhỉ? Hình như anh này không có thật ngoài đời các bạn ơi. Không may, hay là mình quay lưng đi. Nhưng mà mình lại muốn về nhà cơ mà. Giờ sao ta? Alo. Ê. Alo, alo. Ê. Anh làm em giật mình. Anh ta không nhảy nữa mà đứng yên ở đó. Anh ta đứng một chân ở trên phố. À, sao đêm hôm gặp cái thứ quái dở như này nhỉ các bạn. Đi đây, Michael Jackson à. Tạm biệt, anh cứ đứng đấy nha. Ôi giời, anh ơi. Được rồi. Ôi, thoát. Chắc là gặp thằng nào dở hơi dở hồn thôi, hay say rượu các thứ. Diễn xiếc nghệ thuật gì mà đêm hôm. Khoan đã nha, mình mất định hướng các bạn ơi. Mình đi đường nào về ta? Đây có đủ lối. Ê, có một cái lối rẽ. Gì ấy? Gì đấy? Sao tôi không đi được nữa mà tôi cứ đứng yên mà tôi lắc đầu vậy? Ê, gì sao anh? Anh ta bắt đầu bước trên phố. Anh ta không bước trên phố, anh ta ngồi như này luôn. Không nói lên lời nữa. Tự nhiên đang ngồi mà đứng dậy làm gì đấy? Ê, cho em về nhà được không? Anh ta bắt đầu, ui anh ta to lớn. Kìa con miếng vàng. Sao đây? Anh ơi, anh bây giờ anh muốn cái gì đây? Đó, bây giờ tôi hỏi anh muốn cái gì đây? Trả lời đi. Muốn tiền à? Hay sao? Anh em không mang ví. Ê, tôi không thể... Ê, là sao ta? Tôi không có gì tác động vật lý được lên ở đây luôn các bạn ơi. Tôi đứng im trời trồng luôn. Ê, anh ta bay đến xong rồi anh ta đứng đây nhìn tôi. Anh ta quay đít đi. Anh ta là kìa con bướm vàng tiếp. Điểm sao ấy? Để đi, tôi cứ đứng đây nhìn người ta. Nhìn xuống đất. Chân tôi đâu? Nhìn xuống đất khả năng là... Sắp đái ra quần rồi các bạn ạ. Chắc sợ còn đái ra quần rồi. Đéo đi. Xong rồi. Đâu. Không đi được các bạn ạ. Mọi người chỉ có đơn giản thôi. Đi chạy. Giữ xếp là chạy cong đứt clip được rồi. Đéo. Té khối ra quần. Anh ơi. Wow. Đâu. Anh ơi. Anh ơi, đừng đánh đi. Em làm gì đấy? Đồ ăn hại. Ok nha, bây giờ là tôi sẽ làm lại này. Và bây giờ là tôi sẽ cố gắng thôi chạy thục mạng để xem chuyện gì xảy ra các bạn. Vừa lấy là tự nhiên đấy. Ông ấy dồn tôi, ông ấy tóm cổ, đấm liên tục vào đầu các bạn. Đấm không trượt phát nào thì... À kìa, chưa.
À. Nào anh em ơi, hit credit gồng cơm ông. 3, 2, 1. Rồi. Rồi nha, rồi nha. Nào cắm đầu vào chạy. Đừng quay lại nhá. Chỉ chạy thôi các bạn ơi. Nguyên chạy thôi. Đừng để nó bắt được mình. Đừng. Về đây nhà đi. Alo. Ôi sao tối om này. Và tôi đã cố gắng chạy cho đến khi mà tôi không thể chạy được nữa vì tôi quá mệt. Tôi khi mà tôi quay lưng lại thì tôi đã không nhìn thấy anh ta nữa. Và tôi trên đường về nhà, tôi cứ nhìn ra đằng sau vai tôi, tôi cảm tưởng như là có một cái nụ cười điên rồ gì đấy đang yêu tôi. À Shiba, tức là anh ấy không có thật mà, tôi đã bảo không có thật rồi. Sao đấy tự nhiên mình bị làm sao nhỉ, mình bị say rượu. Thế tóm lại là ông ấy say rượu hay là mình say rượu ta? Và tôi đã cố gắng sống ở trong cái thành phố này thêm 6 tháng nữa. Và tôi không bao giờ dám đi vào ban đêm nữa các bạn. Tôi rất là sợ kiểu thi thoảng nhìn thấy cái nụ cười quỷ dị đó. Anh ta, tôi cảm thấy anh ta không hề say và anh ta cũng không hề bị kiểu như là phê. Và anh ta nhìn trông rất là kiểu điên rồ các bạn ạ. Nhìn trông rất là đáng sợ luôn, khi đó là thứ mà tôi cảm thấy đáng sợ nhất ý. Tức là hết chuyện hả bạn? Tức là mạch chuyện chính của chúng ta chỉ có vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái mạch chuyện ngoại chuyện, nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ngoại chuyện nó có cái gì đây? Vào một đêm nọ, khi mà tôi muốn đi ra ngoài siêu thị để mua một chút đồ ăn đấy. Và tôi cảm thấy khi là một thời gian dài rồi tôi chưa đi siêu thị, nên là bây giờ tôi phải đi siêu thị thôi các bạn. Đấy, lâu lâu không mua siêu thị thì bây giờ phải, à nhầm, lâu lâu không mua đồ ăn thì phải có mua đồ ăn chứ. Và ngày hôm nay tôi cảm thấy là tôi đi muộn hơn mọi ngày một chút, tức là tầm khoảng 2 giờ sáng. Trời ơi, cứu tôi. Có ai mà kiểu đi siêu thị lúc 2 giờ sáng mà siêu thị lúc 2 giờ sáng thì ai mở cho ta? Chắc là kiểu như là Circle K à, hay là cái gì ta? Go to the market. Ok, đi siêu thị đấy các bạn ơi. Đấy, làm các bạn thấy không? Làm streamer, làm youtuber nó khổ thế đấy. Toàn phải thức đêm, thức hôm. Đấy, đêm hôm đói có cái gì ăn đâu. Bây giờ là phải lóc cóc đi ra siêu thị mua đồ này. Lương 5-6-7 triệu một tháng. Cái gì dám ăn rồi? Ở đây có mấy ông vẽ bậy. À không, đây là graffiti đấy. Được đấy, được đấy. Ê, nhà mình xong trông nó cứ hoang vụ. Mình biết ông ấy là ai rồi mà các bạn. Nên là yeah. Ê, không thấy ông đấy nữa rồi. Ôi, sao mà đường tối thế nhở? Đến chưa nhỉ? Alo, thế nào lại bên này? Đi vào trong rừng sâu này rồi. Chưa thị gì mà ở trong rừng sâu này. Xong rồi. Xong rồi. Ơ, sao mãi chỉ đến siêu thị ta? À đây. Siêu thị cách nhà mình xa thế. Không mấy, chúng mình đạp xe đi. Chúng mình đi bộ là quick mart à. Ok nhá. Mở cửa. Pick up the something to buy. Ok, lấy một cái món đồ bất kỳ chúng ta có thể mua. Để xem nào. Em làm nào. À đây, chúng ta có một cái quầy xem các bạn. Steak, à đây là chúng ta sẽ mua một miếng thịt bò. Ok. Rồi. Em sẽ mua một miếng thịt bò và một cái bánh mì chẳng hạn. Mua đây. À của bạn hết 30 đô. 30 đô. Nhưng đêm hôm ra ngoài đi mua đồ ăn xong rồi hết 700.000. À, xót ruột thế nhỉ. Đi về nhà thôi. Đi mua đồ đi về nhà thôi. Yeah. Về đây. Rồi bây giờ mình đang cầu mong cái vấn đề là mình sẽ về nhà an toàn các bạn. 2 giờ sáng rồi. Đừng ai trêu em nữa. Thi thoảng gặp mấy anh nghẹo nghẹo ở đây cũng hơi ghê đấy các bạn. Hay là thôi được rồi, nếu mà đêm hôm nay mà gặp mấy anh căng tơ đúng không? Theo như mình đã tìm hiểu là anh khá lịch sự. Chắc là không sao đâu ha. Đi về vậy. Ê, nhà mình đây à? Nhà mình đây đúng không? Không phải. Thế nào? Quỷ. Nhà đâu? Anh ơi, anh làm em giật chết cả mình đấy, khổ. Anh đi, đây này, anh đi ra ngoài đường này này. Đây này, sân khấu này là của anh. Anh đứng đấy. Làm em giật cả mình. Nhà đây đúng không? Ôi sao ông ấy cứ đứng trước cửa nhà mình nhỉ? Giờ hơi thật. Và tối hôm sau thì sao? Sao mình cứ có cái thói quen là kiểu đêm hôm mình đi ra ngoài mình đi siêu thị ta? Sao mình không đi siêu thị vào ban ngày được nhỉ? Nào, đừng có gì xuất hiện nữa nhá. Đi mua đồ bình an đi. Ôi, ê, lương 5 triệu một tháng nhưng mà tối nào cũng đi siêu thị xong rồi mua hết 700.000. À
ăn 3 bữa là hết à? Trời ơi. Cân đối chi tiêu lại đi chứ. Gì ta? Rõ ràng là mình không nhìn thấy mà. Sao tự nhiên lại gặp anh Michael Jackson ở đây? Anh ơi. Ôi, biến mất rồi. Biến mất rồi. À không. Lại. Con bướm vàng đi đâu đấy? Con bướm vàng ơi. Con bướm vàng về nhà đi ngủ, đừng cười nữa. Quá mảnh thật sự các bạn. Sao? Muốn gì? Muốn gì? Trả lời đi chứ. Mặc vết mặc vùng trông gọi là lịch thiệp đấy. Lại thì con bướm vàng bay đi. Rốt cuộc là gì đây? Mình phải làm sao đây? Ê, đi chưa? Đi rồi nhá. Lại nhìn xuống đất. Nào. Rồi sao? Ơ, hay là về nhà? Nhưng mà ý là mình vẫn cần phải đi siêu thị mà. Ôi, mình cứ đi sang đường đường rồi các bạn ơi. Ê, gì anh? Anh ơi! Không! Oh shit! Tức là bây giờ cái cốt truyện nó chỉ có như vậy thôi. Đáng đi giữa đường, gặp một người đàn ông nhảy múa, ông ta đánh mình. Hết chuyện. Cốt truyện thứ hai, chúng ta đi mua đồ buổi đêm, gặp một người đàn ông đánh mình. Hết chuyện. Có hiểu quá, chắc là tôi phải đi tìm hiểu cái nguồn gốc của cái ông này đấy các bạn. Bây giờ mình làm lại này. Bây giờ mình là chiến thuật là chạy thẳng lên cái chỗ chỗ gì nhở, cái chỗ siêu thị. Bây giờ mình chạy thẳng đến cái chỗ siêu thị để cầu cứu kênh bán hàng các bạn. Đúng rồi, chúng ta không nên quay đầu lại. Không nên quay đầu lại. Cứ thế mà đâm. Đi. Sao xa thế? Trời ơi. Chưa đến. Đây. Đây rồi. Gì đây? Đi vào đây. Cái gì đây? Anh bán hàng. Gì đây? Đóng cửa. Ôi anh bán hàng ơi. Xong rồi. Ông ấy giết anh bán hàng luôn rồi. Máu me tùm lum đây. Cứu tôi với. Tên kia nó bị biến thái rồi. Tên kia bị điên. Bóc cái sợ. Ôi sao mở cửa? Mình vừa đóng cửa thôi mà. Cái gì đây? Cuối cùng là vẫn chết các bạn. Bad ending. Tức là sẽ có thêm một cái ending nữa. Ok nha. Bây giờ mình phải chơi good ending thôi. Cay thật. Bây giờ như này nhá. Nghe tiếng nhạc rồi. Ê, về nhà luôn. Tạm biệt. Đúng rồi, nhà nào nhở? Không phải nhà này. Không phải nhà này. Nhà mình cái cửa bên phải. Nhà cửa bên phải. Không phải. Đây. Ôi giời ơi. Sao tự nhiên người nó bé tí hon này các bạn? Nó vẫn dồn theo mình này. Mày bắt tao đây. Mày phải ngu người. Tôi đi vào. Yes. Có lẽ đây là good ending. Rồi sao? Khung cảnh chiếu ra ngoài. Nó vẫn đứng ở ngoài nhà mình. Chờ gì vậy? Mày cứ đứng đấy tao gọi cảnh sát bắt mày. Cứ đứng cười thôi các bạn. Cứ đứng đấy. Gọi 113. Hết chưa? Good ending. Quá xuất sắc. Trời ơi. Đau đầu với cái game này quá các bạn ạ. Vậy là mình đã hoàn thành xong hai cái kết. Cũng như là thêm một cái kết của cái phần cốt truyện chính các bạn ạ. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Các bạn muốn mình chơi game gì hoặc là thử thách gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Peace.